Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2022, nhằm kết nối hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc sản miền núi, hải đảo. Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định, việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế kết nối hỗ trợ sản xuất tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo sẽ góp phần vào việc tăng cường kết nối cung cầu, bảo đảm nguồn lực duy trì chuỗi cung ứng liên tục, đa dạng ở thị trường trong và ngoài nước, nâng cao khả năng thích ứng, chống chịu trong một thế giới đầy biến động. Với hai phiên thảo luận chuyên sâu về bài học từ thực tiễn và vai trò hỗ trợ của chính sách, diễn đàn là cơ hội để các nhà quản lý doanh nghiệp chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các địa phương, đặc biệt là các giải pháp khai thác hiệu quả yếu tố đặc trưng văn hóa dân tộc, đặc sản vùng miền, tinh hoa sản phẩm của mỗi địa phương, của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Đặc biệt tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp sản xuất và phân phối đã chia sẻ những kinh nghiệm, truyền cảm hứng trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Các đại biểu diễn giả tại diễn đàn cũng đã đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện chương trình theo quyết định 1162 QĐ-TTG, nhất là việc huy động nguồn lực để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu đặc sản, kết nối tiêu thụ, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa khu vực miền núi, hải đảo qua sàn thương mại điện tử quốc tế.